Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 7, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tại sân bay quốc tế Phú Bài, Thừa Thiên Huế đón và tiếp nhận 240 công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh an toàn, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Đoàn tình nguyện y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế từ Đồng Tháp và đoàn tình nguyện y bác sĩ ngành y tế Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, phát huy được sức mạnh cộng đồng trong việc chăm lo cho gia đình chính sách. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là làn sóng người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về ngày càng nhiều, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo ra soát các nguy cơ, chủ động phòng chống dịch, kích hoạt cả khu cách ly tập trung để đáp ứng nhu cầu người dân và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng dự họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phan Quỷ Phương và Hoàng Hải Minh. Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc cho biết, hiện nay công tác phòng chống dịch trên địa bàn được thực hiện một cách quyết liệt và thường xuyên. Tuy nhiên, do tình trạng người dân đi về từ vùng dịch bằng phương tiện xe máy là rất lớn, di chuyển theo đoàn nên dẫn đến ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh rất cao. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tăng cường lực lượng, bổ sung nhân lực, vật lực để hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Liên quan đến các chốt kiểm soát y tế, các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng cần kiên cố hóa các chốt kiểm soát y tế để đảm bảo hoạt động lâu dài cũng như đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch tại các chốt, đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp đến. Đối với các khu cách ly tập trung, hiện các địa phương đang tiến hành ra soát các cơ sở trên địa bàn, các điều kiện phòng dịch để tổ chức thực hiện thành lập khu cách ly mới, đảm bảo công tác cách ly trong những ngày tới. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, các địa phương phải tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Các địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần quan điểm chống dịch như chống giặc, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, bị động trong bất kỳ tình huống nào. Chủ động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, duy trì thực hiện tốt 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch. Đối với các khu cách ly, phải đảm bảo ăn ở, các điều kiện sinh hoạt, cách ly y tế cho người cách ly, đồng thời nghiên cứu các khu cách ly giả chiến để sẵn sàng các phương án mở rộng khi có tình huống đột biến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tất cả các địa phương tiến hành ra soát phương án cách ly tại địa phương trước ngày 28 tháng 7. Lưu ý về việc người dân đi về từ vùng dịch bằng phương tiện xe máy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị chính quyền địa phương tăng cường lực lượng để hỗ trợ người dân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác phòng chống dịch một cách tối ưu nhất, hiệu quả nhất. Riêng người dân về từ vùng dịch di chuyển qua địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng để hỗ trợ đưa đoàn phương tiện ô tô, xe máy di chuyển qua địa bàn một cách an toàn, đảm bảo trật tự, tránh ùn tắc giao thông cũng như lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Thưa quý vị, như vậy là 240 công dân đầu tiên của Thừa Thiên Huế đang gặp khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh đã được đón về chiều nay trên chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Vietjet Air. Ban chỉ đạo COVID-19 của tỉnh đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để các công dân trở về cách ly an toàn cho chính người dân, cả lực lượng phòng chống dịch và cộng đồng. Tham gia đón người dân về có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Thưa quý vị khán giả, bây giờ là 14 giờ 10 phút tại sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Chỉ ít phút nữa thôi thì chuyến bay đầu tiên đưa hơn 240 công dân Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh về quê sẽ đáp xuống tại đây. Hiện tại thì các lực lượng chức năng, phương tiện cùng trang thiết bị y tế đã sẵn sàng để cuộc tiếp đón người về từ vùng dịch được diễn ra thuận lợi và an toàn. 14 giờ 45 phút, máy bay của hãng hàng không Vietjet Air chính thức đáp xuống sân bay Phú Bài, đưa hơn 240 công dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trở về quê. Trước đó, người dân phải có xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước thời điểm lên máy bay. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội đồng Hương thành phố Hồ Chí Minh đã có sự phối hợp chặt chẽ, xây dựng phương án đón công dân một cách an toàn, hiệu quả, đảm bảo không để lây lan dịch bệnh tại địa phương. Các ngành, các cấp giao trực tiếp trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự, đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan để tổ chức đón một cách chặt chẽ nhất.
từ phân công, từ việc tổ chức đội hình xe đón, bảo đảm an toàn dịch tễ, cũng như tổ chức về việc khai báo trên từ đầu sân bay Tân Sơn Nhất. Trên sân bay Tân Sơn Nhất thì tổ chức xét nghiệm cho bà con trước khi lên chuyến bay. Rồi về các tê thì đã có phân công, phân nhiệm cụ thể làm sao để cho bà con được tiếp cận cái khu cách ly nhanh nhất. 240 công dân Thừa Thiên Huế trở về từ thành phố Hồ Chí Minh trong đợt này sẽ được vận chuyển thẳng về các khu cách ly tập trung, sau đó tiến hành xét nghiệm để phân loại cách ly người nhiễm, nghi nhiễm để tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly. Hiện nay tỉnh đang lập kế hoạch tiếp tục đón công nhân về đợt 2 dự kiến từ 27 tháng 7 đến 30 tháng 7 năm 2021 bằng tàu lửa hoặc máy bay. Tuy nhiên, với số lượng đăng ký người về địa phương hiện tại khá đông, mặc dù tỉnh đã kích hoạt tất cả các cơ sở cách ly từ cấp phường, xã, nguy cơ quá tải vẫn sẽ hiện hữu. Qua cái hệ thống đăng ký thì đã có gần 11.000 người đăng ký qua hệ thống này. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi hết sức cân nhắc và đáp ứng những cái tiêu chuẩn với cái phương châm là gì? Ưu tiên những cái đối tượng ưu tiên, những người thực sự có cái điều kiện rất là khó khăn. Chúng tôi biết là nhu cầu bà con rất lớn, thì tỉnh cũng đã tiến hành rà soát tất cả cơ sở vật chất. Tuy nhiên số lượng thì không thể đáp ứng được với cái số lượng lớn như vậy. Rất là mong bà con tại thành phố Hồ Chí Minh hết sức chia sẻ và cùng phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID của tỉnh để đảm bảo cái điều kiện phòng chống dịch tốt nhất. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực ở mức cao nhất, Thừa Thiên Huế đang làm tất cả những gì có thể để những người con xa xứ được trở về quê một cách an toàn và thuận lợi. Có thể thấy rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn hoàn nàn nào, vẫn cố gắng còn đó một quê hương Thừa Thiên Huế sẵn sàng giang tay chào đón và chở che những người công dân của mình. Ngoài đón người dân bằng phương tiện máy bay, thời gian tới đây, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt vận chuyển 400 hành khách là người dân tỉnh Quảng Trị và 320 hành khách là người dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Cụ thể, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến tổ chức chạy tàu hạng UE2 đưa 320 hành khách về Huế xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20 phút ngày 27 tháng 7 và chạy tàu SE18 đưa 400 hành khách về ga Đông Hà Quảng Trị xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20 phút ngày 28 tháng 7. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, Tổng công ty Đường sắt thực hiện đón khách tại ga đi và trả khách tại ga đến, đồng thời thực hiện nghiêm cả quy định về an toàn phòng dịch. Hành khách đi tàu cần phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ và sẽ được các tỉnh bố trí cách ly tập trung theo quy định. Hướng về chi viện cho các tỉnh thành miền Nam chống dịch bệnh COVID-19, hôm nay, đoàn cán bộ y bác sĩ ngành y tế Thừa Thiên Huế đã xuất quân đến hỗ trợ tỉnh Bình Dương. Tham dự lễ xuất quân có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bình Dương đang ngày một phức tạp và dự báo sẽ có những diễn tiến khó lường trong thời gian tới. Và với tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ngày hôm nay 26 tháng 7, tỉnh Thừa Thiên Huế lại tiếp tục cử đoàn đến chi viện cho tỉnh Bình Dương vượt qua khó khăn của hiện tại. Và với tinh thần ra quân của ngày hôm nay, tin tưởng rằng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ luôn đồng hành cùng nhân dân tỉnh Bình Dương nói riêng và miền Nam nói chung trong cuộc chiến lâu dài chống đại dịch COVID-19. Đoàn cán bộ ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đợt này gồm 66 người là cán bộ, y bác sĩ và sinh viên tình nguyện đến từ 3 đơn vị: Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế và Trường Đại học Y Dược Đại học Huế. Đoàn công tác có nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19. Trước khi lên đường tham gia chống dịch, toàn bộ cán bộ, y bác sĩ và sinh viên tham gia đoàn tình nguyện đã được xét nghiệm real-time PCR với kết quả âm tính và đã tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Đoàn công tác ngành y tế Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy các phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, quyết tâm, trách nhiệm và dồn hết tâm sức, tri thức và kinh nghiệm để góp phần cùng tỉnh Bình Dương nhanh chóng khống chế dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất, xây dựng hình ảnh Thừa Thiên Huế là trung tâm y tế chuyên sâu của miền Trung và cả nước. Sau hơn 10 ngày chi viện hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp, chiều tối qua, đoàn công tác gồm 20 y bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế do tiến sĩ bác sĩ Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Bệnh viện Trung ương Huế làm trưởng đoàn đã rời Đồng Tháp trong đêm để tiếp tục chi viện hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ đạo khẩn cấp của Bộ Y tế.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu đã bày tỏ tình cảm sâu sắc đến trưởng đoàn, tiến sĩ bác sĩ Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Bệnh viện Trung ương Huế, cùng các thành viên trong đoàn công tác tình nguyện đã có nhiều đóng góp hỗ trợ tích cực kịp thời cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân COVID vừa và nhẹ, giành giật sự sống cho nhiều ca bệnh COVID nặng, vượt qua khỏi cơn nguy kịch trong hơn 10 ngày vừa qua. Hiện tại, 12 thầy thuốc, y bác sĩ của đoàn công tác tình nguyện Bệnh viện Trung ương Huế là những chuyên gia giỏi về hồi sức tích cực, vẫn tiếp tục ở lại để hỗ trợ, điều trị cho những bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch, kèm theo nhiều bệnh nền nặng, đồng thời chuyển giao hướng dẫn những quy trình chuyên môn về chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo nguồn nhân lực, thực hành trang thiết bị cơ sở vật chất, chuẩn bị cho việc hành thành đi vào hoạt động trung tâm hồi sức tích cực với 50 giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam còn nhiều diễn biến phức tạp, chiều nay ngày 26 tháng 7, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục thành lập đoàn công tác tình nguyện lên đường chi viện hỗ trợ lực lượng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Đoàn gồm 20 thầy thuốc, y bác sĩ và điều dưỡng. Dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế đã gửi tặng tỉnh Bình Dương 5 máy thở để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 với trị giá 150 triệu đồng. Trưa nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có thông báo thông tin liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân có mã số 101303, sinh năm 1967, với nghề nghiệp lái xe tải tự do đường dài. Như vậy là liên tiếp trong những ngày qua, tại các chốt kiểm soát dịch bệnh phía Nam của tỉnh, ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với COVID-19. Phóng viên thời sự đã có những ghi nhận về sự gia tăng rất nhanh lượt người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam về quê tránh dịch bằng phương tiện xe máy. Lượng người tăng đột biến và dồn dập đã và đang gây áp lực rất lớn cho các lực lượng chức năng. Chính vì vậy, các giải pháp cấp bách để tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất đang được gấp rút triển khai. Ghi nhận của phóng viên thời sự ngay trong sáng nay. Ghi nhận tại chốt kiểm dịch số 4 thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày chốt có khoảng từ 500 đến 600 người dân dừng lại khai báo y tế. Khối lượng công việc nhiều nhưng lại quá thiếu nhân lực. Các lực lượng chức năng làm việc tại chốt phải phân chia theo ca, mỗi ca 12 tiếng để đảm bảo xử lý công việc. Đặc biệt, đối với các nhân viên y tế này, họ phải làm việc suốt 24 giờ liên tục. Thời tiết nắng nóng, cơ sở vật chất không đảm bảo là trở ngại rất lớn cho hoạt động kiểm dịch tại chốt. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, các lực lượng liên ngành vẫn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trong cái nhóm trực của y tế là 24 tiếng, thì trong quá trình 24 tiếng từ khi nhận ca 7 giờ và giao ca là 7 giờ ngày, sáng ngày hôm sau thì chúng tôi là nói chung là làm 24/24, nói chung là thời gian ăn sáng, ăn trưa đôi khi cũng không kịp mang luôn vì cái lượng bà con về rất là đông. Thì nói chung cũng mặc dù trong khó khăn đó nhưng mà anh em bên tổ y tế cũng là hết sức là phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cái số mà khai báo y tế là xong xuôi rồi là phải chờ đi cách ly tập trung, là con phải chờ đợi cái quyết định ở các T. Là sau khi có quyết định số lượng người cái nhà xe mình vận chuyển, rồi cái việc xe vận chuyển cũng còn hạn chế, tức là nó chưa đầy đủ, số lượng người thì đông, cho nên là cũng là đề nghị là bây giờ chỉ là tăng cường về là lực lượng tham gia là trực khai báo tại chốt và tăng cường cơ sở vật chất cũng như là xe để mà chuyển các cái người mà đi cách ly tập trung để giảm tải cái vấn đề là một lúc ngày càng đông ở tại chốt 4. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có một khu vực cách ly riêng dành cho những người đã khai báo y tế và đang chờ đến các khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, những ngày qua, số lượng người dân trở về từ các tỉnh phía Nam tăng đột biến, nên khu vực lều này đã không đủ sức chứa. Người dân phải ngồi tràn ra hai bên đường, không đảm bảo khoảng cách. Tình trạng này rất dễ gây ra hiện tượng lây nhiễm chéo tại các chốt kiểm dịch. Tại chốt số 4, khu vực cho người dân chờ đi cách ly tập trung quá tải. Còn ở chỗ kiểm dịch này, thậm chí còn không có khu vực dành riêng cho người dân nghỉ ngơi. Người mới đến chờ khai báo y tế ở ngay bên cạnh người đang chờ để được chuyển đến các khu cách ly tập trung. Đây là điều vô cùng nguy hiểm nếu trong số này có những trường hợp đang nhiễm bệnh COVID-19. Ba ngày qua, thì cái chốt số 5 của Phú Lộc này á, thì đón rất là nhiều công dân về từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và Đà Nẵng. Số lượng thì vượt quá tải của cái lực lượng y tế, đặc biệt là trong hai ngày gần đây thì có khoảng 500 đến 600 công dân về mỗi ngày. Nói chung về lực lượng chốt thì được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện, Ban Giám đốc trung tâm thì chúng tôi đã tăng cường thêm lực lượng vào phục vụ ở chốt này.
tăng cái mức độ cán bộ hàng ngày lên gấp đôi để thực hiện nhiệm vụ, nhưng mà vẫn cứ ùn tắc vì số lượng quá tải. Để đảm bảo tiến độ xử lý công việc, các chốt đã tăng cường thêm lực lượng, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị bảo hộ cũng như trang bị thêm hệ thống loa để thông tin đến người dân nhanh chóng hơn. Lực lượng công an đã tăng lên 15 người, chia làm 3 ca để túc trực thường xuyên. Tại chốt luôn có 12 nhân viên luân phiên làm việc 24/24 để hỗ trợ khai báo y tế. Song trước tình trạng người dân trở về quá nhiều thì số lượng nhân viên này xem ra vẫn còn quá mỏng. Lượng xe trung chuyển chở người đến các khu cách ly cũng như đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế còn ít, khiến việc di chuyển của người dân ra khỏi chốt mất rất nhiều thời gian. Cùng với đó, ý thức của nhiều người dân trong phòng chống dịch vẫn chưa cao, khiến công tác kiểm soát dịch bệnh tại các chốt kiểm dịch gặp rất nhiều khó khăn. Ý thức người dân nhiều khi đến khai báo y tế thì cũng chưa chấp hành cho tốt, chứ cũng qua đây là cũng khuyến cáo bà con cũng nên là trừ hết là hết sức chia sẻ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt. Thứ hai là cũng là nên là giữ như là quy định của Bộ Y tế là 5K theo quy định của Bộ Y tế. Trong các cuộc họp ban chỉ đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân lưu ý rất nhiều đến việc đảm bảo an toàn cho lực lượng tuyến đầu tại các chốt. Họ chính là những lá chắn thép quan trọng để mang lại hiệu quả cao trong cuộc chiến với COVID-19. Dự kiến lượng người về chắc chắn sẽ còn tăng, nên điều cần thiết lúc này là tăng cường thêm lực lượng, phương tiện bảo hộ để lực lượng tuyến đầu đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Thừa Thiên Huế chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo kết quả công bố, có 243 bài thi tốt nghiệp đạt điểm 10. Đặc biệt, môn ngữ văn đã rất lâu rồi mới có điểm 10 trở lại. Năm nay, toàn tỉnh có trên 13.300 thí sinh đăng ký dự thi. Phổ điểm thi của thí sinh năm nay tương đương năm ngoái. Đáng mừng có 243 thí sinh đạt điểm 10, gồm văn 1, toán 1, địa lý 1, hóa 18, sinh 23, anh văn 52, giáo dục công dân 147. Các môn lịch sử và vật lý không có thí sinh đạt điểm 10. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, nộp đơn xin phúc khảo tại nơi đã đăng ký dự thi. Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Thí sinh cũng có quyền thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Năm nay, mỗi thí sinh được 3 lần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Những thí sinh phúc khảo các bài thi môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh lưu ý cần ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành, nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo. Ngày 26 tháng 7, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Xuân Long, sinh năm 1978, chức vụ Chánh Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, trú tại khu quy hoạch Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy về hành vi tham ô tài sản. Qua kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 1 năm 2021, trong quá trình tham gia quản lý điều hành cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng thông qua việc nhường quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải khách bằng taxi tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh Taxi Vàng và công ty taxi TC Huế Taxi Thành Công. Tổng số tiền Long chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Để thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật, vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Long về hành vi tham mô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự, đồng thời ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách và một số đơn vị chăm sóc người có công và làm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi ông Ngô Văn Hồng, thương binh 1/4, trú tại phường Thủy Phương, và ông Phạm Diệm, thương binh 2/4, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. Gửi lời chúc sức khỏe, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương binh liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các thương bệnh binh, gia đình có công tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương.
đến thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tập thể cán bộ, công nhân viên điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh về những kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe người có công. Sáng cùng ngày, đoàn đã đến thăm tặng quà đội quy tập 192 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hai cuộc liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tình cảm của tập thể đơn vị với những liệt sĩ đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng thời gửi lời động viên các cán bộ chiến sĩ đoàn kết, giữ gìn sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, phát huy được sức mạnh cộng đồng trong việc chăm lo cho gia đình chính sách. Về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi cho người có công, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để tri ân và góp phần nâng cao đời sống của gia đình chính sách, người có công. Ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công của tỉnh. Được nhận vào chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cách đây 2 năm. Bà Hồ Thị Phước, 81 tuổi, thị trấn Xìa, huyện Quảng Điền, cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng người có công như bà. 2 năm ở trung tâm, bà đã xem đây là ngôi nhà thân thương và xem các anh chị cán bộ phục vụ ở trung tâm như những người thân, người con trong gia đình. Cùng chung cảnh ngộ như bà Phước, có 17 người có công lớn tuổi, đơn thân cũng đang được chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên tại đây. Với họ, trung tâm đã trở thành mái ấm đặc biệt giúp họ vơi bớt nỗi thiếu vắng chồng con đã hy sinh trong chiến tranh. Thì mẹ cảm thấy là như vậy là quá đại ngộ rồi. Phải nói Đảng và Nhà nước đã quan tâm và quá đại ngộ. Thì vào đây là để nương tựa tuổi già. Thì tất nhiên là mình đó là một cái niềm hạnh phúc của cuộc đời như quý mẹ đây. Mẹ không chồng con chứ cả. Đi tham gia các bạn về không chồng con chứ hả, thì phải vô đấy. Vô đây thì vui. Đây thì vui rồi, được sự chăm sóc của trung tâm thì vui rồi. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, cán bộ nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh đã không quản ngại khó khăn vất vả, tận tình chăm sóc các dưỡng lão viên là những người có công với cách mạng. Tình yêu thương của cả cán bộ nhân viên nơi đây đã mang đến cho các bà các cụ niềm vui cũng như tạo nên một mái nhà chung của những người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt. Chúng tôi bằng cái lòng thương yêu với cái lòng thương mà bố mẹ lúc xưa là đã trải qua khó khăn nên chúng tôi là dịu dàng quan tâm chăm sóc và làm bạn và xem các bố các mẹ như là người trong gia đình của mình. Chúng tôi được rất là lấy làm vinh dự khi được là nhà nước là giao làm nhiệm vụ là chăm sóc là thường xuyên cho các cụ, không những là người có công và thân nhân là người có công với cách mạng, để làm sao cho các cụ sống khỏe, sống vui, thể hiện cái chính sách đền ơn đáp nghĩa cũng như đạo lý uống nước nhớ nguồn của là nhân dân ta. Theo đánh giá của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, trong những năm qua, ngoài đóng góp của các tổ chức chính trị xã hội và cá nhân hảo tâm, các xã phường đều rất tích cực trong công tác chăm sóc người có công. Các địa phương tổ chức gặp mặt tặng quà, thăm hỏi, động viên người có công và thân nhân người có công trên địa bàn. Với kinh phí điều dưỡng trung ương phân bổ hàng năm, ngành chức năng đã phân bổ các suất điều dưỡng tập trung, điều dưỡng ngoài tỉnh và điều dưỡng tại gia đình theo đúng chế độ. Thì các cái điều kiện về chăm sóc cũng như hỗ trợ về vật chất thì không thể không thiếu thứ gì. Ngoài ra thì những người có công ở trên địa bàn toàn tỉnh thì được tổ chức điều dưỡng tại khu nhà điều dưỡng ở Lăng Cô. Và ngoài ra thì sẽ tổ chức cho người có công đi tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thăm thủ đô Hà Nội cũng như các cái tỉnh phía Nam và cũng như là trung tâm điều dưỡng miền Trung của Bộ tại Đà Nẵng. Với một cái phương châm là tích cực tổ chức thăm hỏi động viên đến từng đối tượng chính sách, không để các đối tượng chính sách gặp khó khăn trong cái điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp xảy ra. Cái thứ hai đó là cái việc đảm bảo cái an toàn trong cái công tác phòng chống dịch bệnh
cho các đối tượng chính sách trong cái thời gian 27 tháng 7. Và đặc biệt là đã chỉ đạo các chính quyền địa phương cùng đưa ra những cái giải pháp để có thể hỗ trợ quan tâm điều kiện tốt nhất đối với các đối tượng chính sách trong cái điều kiện hiện nay. Sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân ta là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà cho con cháu mai sau. Chính vì vậy, việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ trách nhiệm và niềm vinh dự của cả cấp các ngành, các tổ chức xã hội và của người dân. Thực hiện tổ công tác chăm sóc người có công không chỉ phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc ta mà còn củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.